Người có cảnh giới tinh thần càng cao càng sống đơn giản. Đại đa số mọi người sống trên thế gian này, cả đời đều theo đuổi danh lợi, vật chất. Nhưng khi đạt đến một cảnh giới tinh thần cao thượng rồi, người ta sẽ ngộ ra rằng đơn giản chính là một loại hạnh phúc vô cùng dễ dàng có được nếu con người ta sống không quá chấp nhất truy cầu. Có câu, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá đôi mét rộng, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa cơm. Vậy hà cớ gì người ta không biết giản đơn mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế? Ngày nay, rất nhiều người theo đuổi và mơ ước được sở hữu điều kiện vật chất tiện nghi, hiện đại. Để ý một chút, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người cả đời lao tâm lao lực, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại, tưởng rằng như thế là hạnh phúc, khoái hoạt. Nhưng quay đầu lại nhìn thì hóa ra, hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy. Người như vậy nơi nào cũng có, họ cuối cùng rốt cuộc là thành công hay thất bại đây? Nếu sống mà luôn trong trạng thái vội vã, bận rộn, truy cầu, thì bạn có nghĩ rằng linh hồn của mình sẽ không theo kịp thể xác không? Đối với một điều nào đó đang mong đợi, nếu đạt được chắc chắn người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng nếu bị mất đi hẳn là cũng sẽ khiến người ta đau khổ tương đương. Mức độ cảm nhận của niềm vui và thất bại luôn là bằng nhau. Có người kiếm được tiền tài nhưng lại mất đi sức khỏe, gia đình hoặc tình yêu. Có người sự nghiệp, thành tích đều không quá nhiều nhưng chất lượng cuộc sống, sức khỏe lại vô cùng tốt. Có những điều thoạt nhìn thì thấy như là không công bằng, nhưng thực tế nó lại rất công bằng với tất cả mọi người. Người ta thường cho rằng người có tiền sẽ rất hạnh phúc, nhưng đây là một quan niệm không hoàn toàn đúng. Một người nghèo khó chỉ tiêu vài trăm ngàn đồng cũng sẽ tìm được niềm vui, nhưng khi có nhiều tiền rồi, người ta sẽ phải tiêu số tiền gấp hàng trăm lần mới thấy được niềm vui tương đương. Khi sở thích của một người thay đổi thì cảm nhận của người ấy với mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo. Khi một người có càng nhiều tiền thì giá trị đồng tiền sẽ càng giảm, vì thế người ta cũng khó dùng tiền để tìm được niềm hạnh phúc. Rất nhiều người giàu có cảm thấy nội tâm trống rỗng hư không, vì sao lại thế? Một người sống phức tạp thì tâm người ấy liền trở nên phức tạp. Thế giới này chính là như vậy, chiếm giữ càng nhiều thì sẽ càng bị chiếm giữ nhiều. Khi một người sống mà quá coi trọng vật chất, phụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh thì chính những thứ đó sẽ quay lại chiếm cứ nội tâm họ. Điều họ đạt được kỳ thực chỉ là những tổn thất về mặt tinh thần. Thậm chí có người còn phải trả giá nặng nề hơn. Người có trước thì bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có gì sẽ không bị mất đi. Tổng số được mất sẽ luôn là không, vì thế sống trên đời không nên so đo tính toán quá nhiều, không cần phải quá bận tâm đến được mất, thiệt hơn. Người hiểu thấu lẽ được mất sẽ sống được đơn giản, thuận theo tự nhiên, vì thế mà vui vẻ, hạnh phúc nhất. Một người theo đuổi sự an bình trong tinh thần sẽ có dũng khí dứt bỏ những phức tạp trong lòng, không bị dính mắc vào ngoại vật và ngoại cảnh. Trong cuộc đời một người sẽ gặp được rất nhiều người và sự việc, một số là không thể thiếu và một số là hoàn toàn không cần thiết. Lòng tham, hư dinh, ghen ghét, oán hận, những điều này xét cho cùng đều chỉ là gánh nặng, cần phải cương quyết dứt bỏ. Đời người là đi từng bước và dứt bỏ từng chút một. Thứ cần để mình đi chính là con đường, chính là đạo. Những thứ cần dứt đi chính là những vật nặng. Có như vậy đoạn đường đi được mới càng ngày càng dài và tâm mới càng ngày càng thanh tịnh. Có câu nói thế này, nếu đời này
thứ gì bạn cũng không cầm lên thì cần gì phải nói đến việc buông bỏ. Khi một người nắm giữ quá nhiều thì đến một mức độ nào đó họ sẽ ngộ ra rằng cần phải học được cách bỏ đi. Xưa nay, một người khi hướng tới cảnh giới tinh thần cao thượng thì cuộc sống của họ cũng thuần tịnh và giản đơn. Một người càng sống đơn giản thì càng có thể lắng nghe được thanh âm của nội tâm mình. Người Bắc Âu sống đơn giản, ít ham muốn để tâm linh an bình. Người Bắc Âu được đánh giá là những người biết sống nhất trên thế giới này. Họ sống rất tự nhiên, đơn giản và hạnh phúc. Ở các quốc gia ở Bắc Âu, đa phần không có nhà cao tầng to lớn. Người dân ăn mặc rất mộc mạc, đi những chiếc xe cũ kỹ và ăn những món ăn đơn giản. Cứ sau 7 giờ tối, gần như trên các ngã đường đều rất yên ắng, không có cuộc sống xa hoa vào ban đêm, cũng không có những dịch vụ cao cấp xa xỉ, kích thích thần kinh con người. Ấy vậy mà người dân Bắc Âu lại có vẻ rất hạnh phúc. Người Bắc Âu thường xuyên nhắc đến cụm từ chất lượng cuộc sống. Người Thụy Điển có câu châm ngôn: tiền là thứ có thể để dành được, còn thời gian thì không. Bạn sử dụng thời gian như thế nào thì chất lượng cuộc sống của bạn sẽ như thế ấy. Giữa cuộc sống đầy đủ nhà cao cửa rộng, tiền bạc và xe hơi sang trọng, và cuộc sống có đầy đủ vợ chồng, con cái, sân vườn, người Bắc Âu sẽ lựa chọn vế thứ hai, bởi vì thứ mà họ muốn không phải là vật chất mà là phẩm chất. Nếu sống mà luôn trong trạng thái vội vã, bận rộn, thì bạn có nghĩ rằng linh hồn của mình sẽ không theo kịp thể xác không? Người Bắc Âu lựa chọn cách sống chậm một chút, nhưng họ lại có thể tìm được hạnh phúc thực sự từ lối sống ấy. Hoàn cảnh thiên nhiên có đôi chút khắc nghiệt đã tạo cho người Bắc Âu truyền thống tiết kiệm. Cơm tất nhiên là không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon. Tiền cố nhiên không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều. Thậm chí nếu nhà ai đó mới sinh em bé thì những nhà hàng xóm hay bạn bè đều sẽ mang những bộ quần áo cũ đã được giặt rũ thơm tho đến cho em bé sơ sinh sử dụng. Điều này là rất bình thường và có vẻ như nó đã trở thành một thói quen lâu đời của người Bắc Âu. Cuộc sống đơn giản của người Bắc Âu rất dễ nhận ra, chẳng hạn nó thể hiện ngay trong cách ăn mặc. Tiêu chí của người Bắc Âu là không quan trọng đắt rẻ nhưng cần phải phù hợp. Những phụ nữ 70 đến 80 tuổi thường mặc áo khoác màu nhạt kết hợp chân giấy, đi giày nữ tính, khăn trùm đầu phong cách nữ hoàng Anh. Nhìn họ vừa nữ tính vừa trang nghiêm, lại không mất đi vẻ cuốn hút. Nếu một anh chàng thanh niên, một ông lão hay một cô gái đang đi trên đường mà bất chợt gặp bạn bè, thì quán cà phê ở đầu đường hay cuối ngõ sẽ là lựa chọn đầu tiên của họ. Một cốc cà phê nồng nàn trong không gian tĩnh lặng sẽ khiến cuộc chuyện trò trở nên ấm áp và thân thiết hơn. Đường ở một số quốc gia Bắc Âu thường hẹp, ở thành thị thì phần lớn không phải những con đường thẳng mà là những ngõ, hẻm. Người dân nơi đây chủ yếu sử dụng những loại xe ô tô cá nhân cỡ nhỏ. Rất nhiều người đều đạp xe đạp đi làm. Cả ngày nhàn rỗi, không làm việc gì và làm việc cả ngày từ sáng đến tối muộn là hai trạng thái mà người Bắc Âu không lựa chọn. Công việc của họ không quá khắt khe về thời gian. Họ có thể làm thêm được việc khác nhưng không chọn cách ấy mà sẽ ngồi cà phê nói chuyện với bạn bè hay đọc sách. Dù vậy, bạn đừng nghĩ rằng người Bắc Âu suốt ngày chỉ biết uống cà phê. Điều kiện tiên quyết để họ có một cuộc sống như vậy tới từ thái độ và hiệu suất làm việc của họ. Đừng suy xét đến thu nhập. Trước tiên hãy hỏi mình thích hay không thích. Bởi vì công việc mình phải thích thì mới làm tốt được nó. Đây là quan niệm của người Bắc Âu. Cho nên,
đối với người Bắc Âu mà nói, công việc không phải là một loại dằn vặt, dày dò. Lòng yêu thích và nỗ lực trong công việc khiến người Bắc Âu rất sáng tạo. Như vậy họ cũng tự nhiên có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và cho gia đình. Nhìn vào số lượng giải Nobel hay những giải thưởng danh giá khác trên thế giới, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Có nhiều thời gian hơn, người Bắc Âu sẽ tận hưởng cuộc sống bằng các kỳ nghỉ. Họ nổi tiếng là những người yêu du lịch, thường xuyên đi hưởng thụ, ngắm cảnh đẹp trong nước cũng như trên toàn thế giới. Chỉ cần vừa có kỳ nghỉ là họ sẽ cùng gia đình tận hưởng những ngày vui đùa bên nhau, cùng tắm biển, tắm nắng, trượt tuyết, cưỡi ngựa. Người Bắc Âu rất đề cao giá trị gia đình. Người chồng trong gia đình sẵn sàng hủy bỏ những buổi gặp gỡ ăn uống với bạn bè sau giờ làm để dành thời gian cho vợ con. Điều đầu tiên sau khi tan làm trở về nhà chính là mọi người dành thời gian cho nhau. Họ cùng nấu ăn, vui đùa, kể chuyện, có rất ít người ở lại bên ngoài. Cho dù có muốn làm thêm thì người Bắc Âu cũng có xu hướng chọn thời gian tránh ảnh hưởng đến gia đình. Ví dụ, người chồng sẽ chọn đi làm ca 3 giờ sáng bởi vì họ cho rằng như thế sẽ chỉ mất đi khoảng 1 tiếng đồng hồ gia đình gặp gỡ nhau ăn sáng. Còn buổi tối thì gia đình sẽ được ăn tối cùng nhau. Một người cha tên là Frederick tâm sự, nếu như một ngày tôi không nhìn thấy bọn trẻ, không kể cho chúng một câu chuyện, không hôn lên đầu chúng thì tôi không thể làm được bất cứ điều gì. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là khi những đứa trẻ leo lên đầu gối và ôm lấy cổ bố chúng, hôn một cái trước khi đi ngủ. Họ cảm thấy khoảnh khắc ấy chính là một loại thành tựu của cuộc đời. Đối với người đàn ông Bắc Âu mà nói, gia đình và con cái không phải là nền tảng giúp người đàn ông tìm kiếm sự thành công, mà là một phần quan trọng nhất tạo nên chất lượng cuộc sống của họ. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc. Trong cuộc sống 8-9 phần không như ý, có đôi lúc chúng ta cảm thấy thật mệt mỏi, ngột ngạt, thậm chí khó mà tiếp bước. Nếu một lúc nào đó trong cuộc đời không may rơi vào tình cảnh này, hãy thử suy nghĩ đơn giản hơn một chút. Chúng ta sẽ phát hiện ra rằng con người sở dĩ luôn mệt mỏi là bởi vì sống quá phức tạp, là bởi vì toan tính quá nhiều. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người cả đời lao tâm lao lực, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại, tưởng rằng như thế là hạnh phúc, khoái hoạt, nhưng quay đầu lại nhìn thì hóa ra hạnh phúc không phải ở nơi ấy. Người như vậy nơi nào cũng có, họ rốt cuộc là thành công hay thất bại đây? Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá đôi mét rộng, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa cơm. Vậy hà cớ gì người ta không biết giản đơn, mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế? Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc. Bạn đơn giản thì thế giới này cũng sẽ đối xử với bạn đơn giản. Bất kể sự việc gì xảy ra cũng đừng nên nghĩ quá phức tạp, bởi vì trong tâm suy diễn đủ thứ rồi thì lòng dạ sao có thể thản đãng được. Thế giới này chính là như vậy, chiếm giữ càng nhiều thì sẽ càng bị chiếm giữ nhiều. Khi một người sống mà quá coi trọng vật chất, phụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh thì chính những thứ đó sẽ quay lại chiếm cứ nội tâm họ. Điều họ đạt được kỳ thực chỉ là những tổn thất về mặt tinh thần. Thậm chí có người còn phải trả giá nặng nề hơn. Cuộc đời không có diễn tập, mỗi một ngày đều là thực địa, đều là trực tiếp trải qua. Thời gian trôi là không quay trở lại, mỗi ngày đều cứ thế qua đi, cho nên đơn giản là phải quý trọng mỗi thời khắc của cuộc sống, hiếu kính cha mẹ, chăm sóc những người yêu thương bên mình, vui vẻ sống qua từng ngày.
Cũng có rất nhiều khi cuộc sống thực sự gặp phải áp lực. Nhưng đừng nôn nóng, đó chỉ là một chút khảo nghiệm nhỏ mà cuộc sống dành cho bạn thôi. Hãy tìm niềm vui trong áp lực, vì cuộc đời có đôi lúc dừng chân kỳ thực lại là tiến bước. Bởi không thiếu những người biết mình sai rồi, muốn dừng mà không được, lại tiếp tục mắc thêm lỗi lầm. Điểm yếu của con người chính là khó sửa chữa khuyết điểm của mình và cũng khó phát hiện ra sai lầm của bản thân. Vậy nên sống trên đời điều quan trọng là cần phải nắm chắc được nguyên tắc, giữ vững được lương tri. Trên thế giới này, những điều say mê, hấp dẫn con người là rất nhiều. Đừng vì ham muốn nhất thời mà phải trả một cái giá thê thảm. Nếu như đã phát hiện mình sai rồi, nhất định cần dừng lại. Đời người có hai bi kịch, một là mất hết can đảm, hai là quá thỏa mãn. Người yếu ớt thường đi từ cực đoan này đến cực đoan khác, trầm uất, phí hoài một đời. Người quen thỏa mãn thì khi gặp một số trở ngại, một chút đã kích sẽ dễ mất đi niềm tin và dũng khí để tiếp tục bước đi. Người ta đến thế gian trần truồng, già ra đi cũng chẳng mang được gì theo. Người có trước thì bị mất đi trước, người có sau sẽ mất đi sau, người không có chẳng mất cũng chẳng được. Tổng số được mất sẽ luôn là không. Vì thế sống trên đời không nên so đo tính toán quá nhiều, không cần phải quá bận tâm đến được mất, thiệt hơn. Người hiểu thấu lẽ được mất sẽ sống được đơn giản, thuận theo tự nhiên, vì thế mà vui vẻ, hạnh phúc nhất. Đại đa số mọi người sống trên thế gian này, cả đời đều theo đuổi danh lợi, vật chất. Nhưng khi suy nghĩ về nhân sinh, người ta sẽ ngộ ra rằng đơn giản chính là một loại hạnh phúc vô cùng dễ dàng có được nếu con người ta sống không quá chấp nhất truy cầu. Tám chữ độ tạo nên cảnh giới cao của cuộc đời. Có câu nói rằng mệnh của một người là đã được định sẵn. Vì mệnh của con người đã được định sẵn nên người ta không thể lựa chọn được mệnh, nhưng ai cũng có thể lựa chọn được cách mà sinh mệnh mình sẽ đi qua, lựa chọn được cách sống cho cuộc đời mình. Để lựa chọn ấy được đúng đắn, mỗi người cần nắm được tám chữ độ điều tạo nên cảnh giới cao của nhân sinh và cũng là cảnh giới cao của làm người hay làm việc. 1. Lòng dạ phải độ lượng. Cổ ngữ có câu: cái trán của tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa, cái bụng của tể tướng rộng đến mức có thể chèo thuyền. Ý nói, một người có tấm lòng rộng lớn mới có thể làm được việc lớn, mới có thể bao dung được những việc khó bao dung của thiên hạ. Lâm Tắc Từ, một vị quan nổi tiếng thời xưa cũng viết: hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại, bích lập thiên nhận, vô dục tác cương. Ý nói rằng biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực. Những lời này đều là để nói rằng làm người thì phải có sự độ lượng, có tấm lòng rộng mở. Mọi việc trong cuộc đời không nên tính toán quá chi li, lùi một bước, biển rộng trời cao. Làm người không nên quá tính toán trước được mất của bản thân. Hãy độ lượng đối đãi với những sự việc hay NGUOI từng khiến bản thân mình bị tổn thương. Đây là cảnh giới cao, cần phải tu dưỡng mới đạt được. 2. Lời nói phải có hạn độ. Có một số người cho rằng làm người chân thật thì lời nói ra phải thẳng thắn, bộc trực. Kỳ thực điều đó chưa hẳn đã phù hợp trong mọi hoàn cảnh. Có gì nói đấy là chân, nhưng có gì nói thẳng hết ra thì lại là xuẩn, ngu xuẩn, vụng về. Lão Tử đã giảng: tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Người mà có thể hiểu biết người khác thì người ấy là người có trí huệ. Người hiểu biết chính mình thì đúng là cao minh.
lời nói không thể nói tận, cần phải có hạn độ, có điểm dừng. Nói nhiều, nói tận tất yếu sẽ nói lỡ, có mất mát. Khi nói chuyện, cho dù lời nói tốt hay lời nói không tốt thì đều không thể nói đến cùng. Tận thuyết không chỉ có thể gây tổn hại cho mình mà còn gây bất lợi cho người khác. Người tận thuyết lời hay thường thể hiện ra sự khoác lác, tần bốc, nịnh bợ, a dua. Cũng có khi tận thuyết còn thể hiện ra sự khúng núm và đánh mất khí chất của bản thân mình. Còn những người thích nghe những lời này thường bị người khác cho là người có tai không thính, mắt không rõ. Nếu tận nói những lời xấu thì tác hại của nó là khôn lường. Hơn nữa, người bình thường không ai muốn nghe lời khó nghe cả. Cổ nhân giảng, lời ác lạnh người 6 tháng ròng, cho nên lời nói nên là thích hợp và vừa phải. 3. Việc học phải có độ dày. Học tập phải có độ dày ở đây không phải thể hiện ở số lượng mà là thể hiện chất lượng. Đọc sách, học tập không phải chỉ để lấy tri thức mà còn là cách tu dưỡng, tẩy tịnh tâm linh. Cho nên, một người nếu như trong một khoảng thời gian dài mà không đọc sách, thì người ấy là đang bị rơi rớt xuống rồi. Khi một người đọc sách, có nghĩa là người ấy vẫn không muốn dừng lại, bằng lòng với vốn kiến thức hiện tại. Họ vẫn muốn theo đuổi, vẫn đang cố gắng, vẫn đang muốn tìm kiếm những điều tốt đẹp, những đạo lý nhân sinh ở phía trước. 4. Tầm nhìn phải có độ rộng. Có câu nói rất hay rằng, khi đứng trên cao người ta sẽ có tầm nhìn xa hơn, nhưng khi nghĩ quá nhiều thì tầm nhìn sẽ không còn xa nữa. Cái gọi là tầm mắt chính là nói đến góc nhìn của một người phải là một cánh đồng bát ngát. Cho dù là làm người hay làm việc, đều phải nên nhìn xa, đều không nên nhìn vào một điểm, mà cần phải nhìn vào cả một bề mặt. Trong đời người, ai ai cũng sẽ gặp phải rất nhiều điều không được như ý. Người thành công đôi khi còn gặp phải nhiều uất ức trong lòng. Cho nên, một người muốn khiến bản thân mình có được sự coi trọng, vinh quang, thì nhất định phải học được cách mở rộng tầm mắt, làm một người có trí huệ và nhân ái. 5. Lý niệm cần có độ sâu. Người có thể hiểu được một chút đạo lý trong các tác phẩm kinh điển như Đạo Đức Kinh, Kinh Dịch, thì có thể hiểu biết được tình thế, hiểu về đạo lý nhân sinh. Trí huệ của những bậc hiền triết sẽ khiến cho người học càng có thêm chiều sâu hơn, mở rộng được nhân sinh quan hơn. Lý niệm cũng phải có độ sâu thì mới có thể bảo vệ được lẽ phải, bảo vệ được điều chính nghĩa. 6. Việc làm phải có lực độ. Mỗi người đều có mục tiêu, dù lớn dù nhỏ, nếu muốn đạt được mục tiêu ấy thì cần phải đi làm. Một người nhất định phải có lực độ, cố gắng, mạnh dạn khám phá khi làm việc. Cổ nhân thường nói, thiên đạo thù cần, ý nói đạo trời ban thưởng cho người cần cù, chăm chỉ. Cho nên, người mà có nỗ lực trong công việc càng lớn thì thành tích mà họ đạt được thường sẽ càng nhiều. Như thế họ mới có thể biến mục tiêu thành hiện thực. 7. Sự nghiệp là có cao độ. Trong cuộc đời, dường như mỗi người đều hy vọng rằng bản thân sẽ đạt được những thành tựu nhất định, vươn đến những đỉnh cao của sự nghiệp. Có lẽ, càng đi về phía trước, con người ta sẽ càng tỉnh ngộ ra, những tích lũy qua năm tháng sẽ đến lúc tỏa hương. Cho dù là một người lựa chọn con đường sự nghiệp nào thì cũng đều cần phải được tích lũy qua năm tháng. Công việc thông thường cũng phải cố gắng hoàn thành tốt, mỗi ngày không ngừng đề cao thì mới đạt được cao độ, thành công. 8. Thọ mệnh là có trường độ. Làm người nên khoan dung độ lượng, không quá ham danh lợi,
gió mát hay mưa phùn đều phong nhã và ý dị. Làm việc nên có chút thong dong điềm tĩnh, dù ngẩng đầu hay cúi đầu cũng đều vui vẻ. Không quá tận lực truy cầu nhưng cũng không dối trá, hời hợt bề mặt, cảm nhận sự mộc mạc chất phác của năm tháng đời người. Có thể dưỡng sinh, cuối cùng là thản nhiên trước được mất hơn thua, dinh nhục của thế gian. Sống ung dung tự tại, không đau khổ với vật ngoại thân, khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi. Người có thể tu dưỡng được loại tâm thái này là đã thoát ra khỏi sự ràng buộc về vật chất mà đạt được đến cảnh giới cao của cuộc đời. Tâm thanh tịnh thì dẫu trong khốn cảnh cũng không ưu phiền. Tâm linh của một người nếu là thanh tịnh, không nhiễm bẩn thì cho dù thân thể ở trong khốn cảnh cũng không có ưu phiền. Tâm linh của một người là bất an, lo lắng thì cho dù đang tĩnh tu mỗi ngày trong rừng sâu đi nữa, tâm cũng vẫn như ở nơi phố xá sầm uất, không được an tịnh. Phật gia có câu, tùy theo tâm tịnh thì Phật thổ tịnh. Muốn gặp được tịnh thổ thì tâm linh phải kiền tịnh, thanh sạch. Cho nên, tâm thanh tịnh là điều mà cả đời một người cần phải tu dưỡng. Cuộc đời là của bản thân mỗi người, cho nên sống như thế nào, xét cho cùng là do tự bản thân mình định đoạt. Không ai có thể ngăn cản được chúng ta vui vẻ, thoải mái, cũng không ai ngăn cản được chúng ta tự tại, càng không có ai hạn chế được niềm hạnh phúc của chúng ta. Nhà Phật có một câu nói rất hay rằng, không hướng ngoại mà cầu hay ngoài tâm không có pháp. Cho nên, tiêu sái là ở tâm, tự tại là ở tâm, tự do là ở tâm, hạnh phúc cũng chính là ở tâm. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta ở vào tình huống thân bất do kỷ, phải làm những việc mà trong lòng không mong muốn, nhưng ai có thể hạn chế được nội tâm của chúng ta? Trong lòng chúng ta như thế nào chỉ có thể là do chính chúng ta tự định đoạt mà thôi. Không nên duyên phận với một người nào đó, bỏ lỡ hay làm sai một việc nào đó vốn là sự tình bình thường trong đời, không cần phải quá đau khổ và nuối tiếc. Khi đã qua đi rồi quay đầu nhìn lại mới thấy những người và sự việc ấy sớm đã tan vào những nếp nhăn của năm tháng cuộc đời. Cuộc sống của một người càng bình thản thì nội tâm người ấy sẽ càng sáng lạn. Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là an bình thực sự. Hạnh phúc chính là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh của tâm hồn. Sự an khang của thân thể chính là niềm hạnh phúc trong thế tục. Sự thanh thản, an hòa trong tâm linh chính là bảo chứng cho cõi về của linh hồn. Vết sẹo có thể khiến người ta đau là bởi vì chúng ta quá dỗ về, vuốt ve nó. Nếu ký ức có thể làm chúng ta động tình thì tất sẽ khiến chúng ta đau lòng. Hết thảy những bi thương trong cuộc đời đều sẽ được lấp đầy bởi thời gian. Đừng quá phiền muộn, oán giận, hối hận. Quá khứ không bỏ đi thì tương lai sao có thể đến. Trong cuộc sống phải chấp nhận rằng có một số điều là con người không cách nào chiến thắng được, không cách nào khống chế được, chi bằng hãy bình thản tiếp nhận, thuận theo tự nhiên mà sống. Điều sinh mệnh sợ không phải là nỗi đau đớn mà là khi đau đớn không có được an ủi. Điều sinh mệnh e ngại không phải là gian nan mà là gặp lúc gian nan rồi không có khích lệ. Kỳ thực, có một điều mà chúng ta sợ nhất là không còn có tình yêu thương, lương thiện từ bi. Khi mà còn có tình yêu thương lẫn nhau, còn sự lương thiện từ bi thì sẽ còn có kỳ tích xảy ra. Đá cẩm thạch như thế nào mới có thể biến thành pho tượng sinh động? Một nhà điêu khắc nói, rất đơn giản, chỉ cần chạm khảm hết đi những chi tiết không cần thiết là được. Đời người cũng giống như vậy, bỏ đi những thứ rườm rà, phức tạp thì tự sẽ trở thành đơn giản, như thế sống mới được thản đãng.
Dứt bỏ rất nhiều vật ngoại thân là điều không hề dễ dàng, nhưng nếu biến chúng thành gánh nặng thì sẽ khiến cả thân và tâm của người bị mệt mỏi. Một người chỉ có hợp thời bỏ xuống những thứ không cần thiết thì mới có thể sống được thoải mái. Khi qua sông, thuyền là hữu dụng, nhưng đã sang sông rồi chúng ta sẽ buông thuyền mà đi. Nếu không như thế thì chúng ta sao có thể đi nổi? Nếu trong tâm chúng ta cho rằng hết thảy những thống khổ, cô độc, lạnh lẽo, tai họa, nước mắt đều là những thứ tiêu cực thì nó sẽ là tiêu cực. Nhưng kỳ thực, đối với nhân sinh, chúng đều là có chỗ hữu dụng. Nó có thể khiến sinh mệnh thăng hoa, nhưng nếu mãi cứ không quên thì sẽ lại trở thành gánh nặng. Rất nhiều thời điểm, điều khiến con người mệt nhọc không phải là một việc nào đó cao lớn như núi mà chỉ là một hạt cát trong chiếc giày mà thôi. Buông gánh nặng trên lưng xuống, bỏ hạt cát trong giày ra, chúng ta mới có thể chạy được nhanh và thoải mái. Đời người như một con đường, chỉ cần hôm nay còn tiếp diễn, chỉ cần ngày mai còn có hy vọng thì chúng ta vĩnh viễn vẫn còn có cơ hội. Đừng e sợ đường dài, đừng oán giận gian đường không có phong cảnh đẹp. Chỉ cần không ngừng đi thì hết thảy những nhấp nhô dưới chân đều là những lớp lót chân cho chúng ta tiến về đích. Hết thảy đều là do tâm của chúng ta có nguyện ý hay không mà thôi. Hạnh phúc thật sự tới từ trái tim bình hòa. Vui vẻ và hạnh phúc là điều mà mỗi người đều mong muốn có được trong cuộc đời. Có một số người cho rằng tiền tài càng nhiều và địa vị càng cao thì niềm vui và niềm hạnh phúc càng lớn. Nhưng kỳ thực, chúng không có quan hệ gì với nhau. Kẻ lang thang mặc dù không có đồng tiền nào trong túi nhưng vẫn có thể vô cùng vui vẻ, mà người giàu có tiền tỷ, người có chức vị cao, có quyền, có thế, lại không nhất định cảm thấy bản thân hạnh phúc. Người xưa có quan niệm về hạnh phúc thật giản đơn. Chữ phúc gồm bộ kỳ chỉ thần linh, chữ nhất, bộ khẩu và bộ điền. Phúc khí của mỗi người là do thần linh ban cho, mà thời xưa một người có cơm ăn áo mặc, có ruộng đất trồng trọt, đã được xem là người có phúc rồi. Dẫu rằng, trong xã hội ngày này, không nhất thiết ai nấy đều phải cấy cày, trồng trọt, nhưng kỳ thực đạo lý vẫn tương thông với nhau. Con người ta thường hay coi hạnh phúc là đạt được thứ gì đó về vật chất. Nhưng người càng có nhiều vật chất thì khả năng đạt được sự hài lòng lại càng khó hơn. Người nghèo vui với xe đạp mới, nhưng người giàu lại cần nhà lầu xe hơi mới đẹp lòng. Cảm thụ của con người là như nhau, chỉ có mức độ vật chất là khác biệt. Bởi vậy người càng truy cầu vật chất thì càng khó có được niềm vui. Hạnh phúc rất đơn giản, đó là chớ quá truy cầu về vật chất. Có một căn nhà để trú ngụ lúc nắng khi mưa, có cơm ăn ấm bụng, có một công việc để làm, có thân bằng cố hữu chân tình, lẽ nào người như vậy không phải là người có phúc hay sao? Có người cảm thấy mình thật bất hạnh, không được giỏi giang, giàu sang, xinh đẹp bằng ai kia. Hay vợ mình không hiền thục, nết na như vợ người. Chồng mình không thành đạt như chồng người. Con mình không thông minh, lanh lợi như con người. Dường như mọi điều tốt đẹp đều chạy đến bên người khác, hạnh phúc đều bị người khác chiếm mất. Nhìn lại bản thân chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy nên người ấy trong tâm sinh lòng bất mãn, cho rằng phúc phận của mình quá đỗi mong manh. Tâm lý so sánh này thường chỉ mang đến sự dằn vặt trong tâm và những nỗi khổ đau, sầu muộn. Chúng ta vẫn thường đưa mắt thầm so sánh mình với những người tốt hơn. Nếu không thể có được những thành quả như ai đó, trong tâm lại héo mòn vì so bì, hay bị thiêu đốt bởi lòng đố kỵ.
Kỳ thực bạn ngưỡng mộ đôi giày của người khác thì lại có người đang âm thầm ngưỡng mộ đôi chân lành lặn của bạn. So sánh mình với người khác chỉ khiến bản thân sa lầy vào sự tăm tối, chẳng mang lại bất kỳ niềm vui nào. Trên đời có rất nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng. Mỗi ngày họ đều phải gắng gượng hết sức, cũng chỉ đủ lo kế sinh nhai. Khi nghĩ tới những người này, có lẽ chúng ta nên tự hỏi, lẽ nào phú quý đáng giá hơn sinh mệnh? Lẽ nào một cuộc sống giản đơn, gia đình đủ đầy, tràn ngập tiếng cười, lại vẫn còn thiếu thứ gì để chúng ta ham muốn có được? Vậy nên muốn hạnh phúc, trước tiên phải biết đủ. Chỉ những người biết đủ, ít tham dục mới đắc được phúc báo. Kỳ thực, mọi nỗi bất hạnh trên đời đều do bản thân tự mình tạo nên. Là thiên đường hay địa ngục chỉ cách nhau trong một niệm. Cứ mở rộng trái tim, thay đổi góc nhìn, hạnh phúc sẽ tự nối gót theo nhau tìm đến. Khi sức dung chứa của trái tim đủ lớn, mọi chuyện sẽ trở nên bình lặng. Mỗi ngày đều ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, luôn đối diện với mọi người, mọi việc bằng khuôn mặt rạng rỡ, tâm thái vui vẻ, thì sức khỏe đong đầy, vạn sự ắt hanh thông. Đây chính là người có phúc vậy. Thường ngày, hãy ngẫm nghĩ nhiều hơn về tâm thái của mình. Từng lời nói cử chỉ, phải chăng đều đã phù hợp với phúc? Tâm là cội nguồn của phúc, có thể khiến hạnh phúc mãi trường tồn trong khoảng khắc hiện tại. Người có tâm hồn giàu có sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu. Tâm lượng rộng mở, tỉnh tại thì mỗi ngày trong đời đều sẽ là một ngày vui. Chớ dấn dương bận lòng, chớ so đo tính toán, cứ để dạng sự tùy duyên. Bình hòa như bậc lão niên, thuần chân như trẻ nhỏ, tâm trong vắt như dòng nước chảy, nhẹ bẩn tựa mây trắng bay. Người như vậy, phúc khí ắt luôn dồi dào không dứt. Có thể buông bỏ mới có thể đắc được. Có một câu nói kinh điển như thế này: khi bạn khép chặt hai bàn tay lại, trong tay bạn sẽ không có gì. Nhưng khi bạn mở hai bàn tay ra thì cả thế giới đều ở trong tay bạn. Người nào có thể hiểu được buông bỏ thì trong cuộc đời hữu hạn này, người ấy mới có thể sống được thản nhiên, sung túc và tự tại. Dòng suối nhỏ rời xa mặt đất bằng phẳng là bởi vì muốn quay về biển rộng. Cây lìa xa lá vàng là để đợi chờ mùa xuân xanh tươi đến. Ngọn nến buông bỏ thân thể nên mới có một cuộc đời quang minh, ngời sáng. Tâm linh bởi vì buông tha thế tục ồn ả mới có được một khoảng bình yên. Nếu muốn ngắm đỉnh núi cao sừng sững thì phải rời xa nơi thành thị ồn ào, náo nhiệt. Nếu muốn có được sự thản đãn thì phải biết nhìn thẳng vào khó khăn trước mắt. Nếu muốn có được niềm hạnh phúc thuần khiết thì nội tâm phải thanh tịnh. Nếu muốn có được sự tôn kính của đời sau thì phải không bị cám dỗ bởi những hư dinh trước mắt. Buông bỏ dòng suối nhỏ sẽ có được biển rộng lớn. Buông bỏ một thân cây nhỏ sẽ có một rừng cây. Đời người chính là lựa chọn và buông chính là một môn nghệ thuật của sự lựa chọn. Nếu không có sự buông bỏ quyết đoán, sẽ rất khó có được lựa chọn huy hoàng, sáng lạng. Đau khổ giãy giụa, liều mạng ôm giữ không bằng tiêu sái phất tay, dũng cảm lựa chọn buông. Chỉ có học được cách buông bỏ, người ta mới có thể khiến bản thân càng khoan dung hơn, nhìn được xa hơn và trông được rộng hơn. Người mà cái gì cũng không nguyện buông xuống thì sẽ không giữ được, mà trái lại còn có thể mất đi những thứ trân quý hơn. Khi cần phải buông bỏ thì quyết đoán buông tay. Buông hạ được xuống thì mới có thể đi xa hơn. Có thể buông bỏ mới có thể đắc được. Trong lòng không khuyết thiếu thì mới được gọi là phú. Được người khác cần đến thì mới được gọi là quý.
Người hiểu được khi cần thì buông bỏ mới thực sự là người hạnh phúc và giàu có vậy. Con người sở dĩ sống không vui, không hạnh phúc thường là vì ba tật xấu: quen phóng đại hạnh phúc của người, quen phóng đại nỗi khổ của mình, quen mang nỗi khổ hay khuyết điểm của bản thân ra so sánh với ưu điểm hay hạnh phúc của người khác. Do những cố tật này mà điều đáng sợ nhất trên thế gian chính là trong tranh giành, theo đuổi danh lợi tình mà đánh mất đi lý trí của bản thân. Khi đánh mất đi lý trí thì hết thảy mọi việc làm ra sẽ có hậu quả khôn lường. Cho nên, xem nhẹ, buông bỏ, không bị cám dỗ bởi dòng xoáy thế gian chính là cảnh giới cao của bậc trí giả. Buông không nhất định là không quả quyết, càng không phải là lẳng lặng chấp nhận mà uất hận trong lòng. Buông càng không phải là buông thả, không phải là té ngã rồi thì cứ nằm luôn ở đó không dậy, càng không phải là mất đi quy phạm ước thúc, không còn kiên nể điều gì, đánh mất nguyên tắc làm người. Bởi vậy buông là một loại cảnh giới tinh thần thản đãng, thong dong và tự tại. Ở vào hoàn cảnh gian nan, chỉ có thản nhiên đối mặt và buông bỏ tư tâm mới có thể bước ra vững chãi. Nếu e sợ cực khổ, sợ hãi khó khăn, bạn sẽ ở trong hoàn cảnh đó mà buông thả bản thân mình. Do đó buông ở đây là buông những mặt trái của nhân tính, buông sự yếu hèn, kiên trì chính khí và lý niệm của bản thân, từ đó mà có thể vô tư gánh vác. Con nhộng nhẫn nại ở trong kén cuối cùng mới có thể thành điệp, lưu lại vẻ đẹp cho cuộc đời. Hạt cát bởi vì chịu cảnh âm u ở trong thân con trai, cuối cùng mới trở thành ngọc quý. Buông bỏ những khổ đau do mất mát mang đến, buông bỏ những thù hận do lăng nhục đem lại, buông bỏ những tranh cãi do thiếu nhường nhịn mà ra, buông bỏ những biện giải do hiếu thắng mà tới, buông bỏ những hy vọng quá xa do những điều hảo quyền, buông bỏ những truy cầu tiền tài vật chất, buông bỏ tham vọng quyền uy, buông bỏ những dối trá khoa trương vướng víu. Chỉ có dũng cảm buông hết thảy những gì chấp nhất, dính mắc thì thế giới của bạn mới được rộng mở, trời trong và nắng ấm mới về, bầu trời mới quang đãng. Khi những bụi bặm đã được loại bỏ khỏi con đường chúng ta đi, khi hết thảy đã quay về với tĩnh lặng, chúng ta mới có thể thực sự hiểu được tầng ý nghĩa sâu xa của buông. Kỳ thực, đó mới là một loại thu hoạch vô giá. Khi bạn khép chặt hai bàn tay lại, trong tay bạn sẽ không có gì. Nhưng khi bạn mở hai bàn tay ra thì cả thế giới đều ở trong tay bạn. Đi hơn nửa đời người mới hiểu được ba điều này. Sống đến nửa đời người, sau khi trải qua những biến cố, mới nhận ra mình đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Nếm trải thật nhiều rồi mới có thể thấu hiểu nhân sinh. 1. Người chân thật thì ít mà giả dối thì nhiều, nhưng không phải thế mà bi quan. Sau nửa đời người, bạn dần nhận ra cái gọi là chân tình, chân thành hay tình yêu đích thực quả là khó tìm. Trên thực tế, lòng người thật phức tạp, khó lường. Khi xuống tinh thần mới biết ai là người thật lòng với bạn và ai là người giả dối. Có điều, bạn cũng đừng quá bi quan, bởi vì cuộc đời vẫn luôn có những người tốt hiện diện. Mà thậm chí là nếu bạn vẫn luôn gặp phải người không tôn trọng bạn, thì bạn hãy cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác. 2. Sức khỏe tốt là cái phúc đức lớn nhất của cuộc đời. Sống đến nửa đời người, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, trải qua tất cả những vui buồn, kể cả tuổi già, bệnh tật, hay chứng kiến chuyện sinh tử. Lúc ấy bạn mới hiểu ra một điều,
thân thể khỏe mạnh mới là cái phúc đức lớn nhất của cuộc đời. Có người lao tâm khổ tứ đến khi công thành danh toại mới phát hiện mình mắc bệnh nặng. Lúc ấy tiền bạc có nhiều đến mấy cũng vô phương cứu chữa. Cuối cùng mọi thứ tan thành mây khói, muốn hưởng thụ cũng không được. Bỏ sức khỏe ra để đổi lấy một chút tiền bạc, thế nhưng đến lúc cuối cùng thì dù có bỏ ra bao nhiêu tiền bạc cũng không mua lại được một giây phút khỏe mạnh. Có người khi đến tuổi trung niên, cái tuổi bắt đầu được thảnh thơi thì đột ngột qua đời, khiến người ta hết sức bất ngờ và cảm thấy cuộc đời thật vô thường. Có những người cố gắng hết sức để làm việc và kiếm tiền, bán thân cho công việc, nhưng cuối cùng đổ bệnh và nhận ra rằng sức khỏe là thứ quý giá nhất. Nửa đời người đã trôi qua, mới nhận ra rằng cuộc sống ổn định là hạnh phúc nhất, thân thể khỏe mạnh là điều may mắn nhất. Do đó đừng quá tham lam, hãy bằng lòng và vui vẻ. Khi biết đủ và cảm thấy đủ, bạn mới là người hạnh phúc và tự tại nhất trên thế giới này. 3. Bằng lòng với cuộc sống là bình yên nhất. Khi sống được nửa đời người, trên bạn có người già, dưới bạn có người trẻ, do đó hãy bắt đầu bằng việc quan tâm đến hạnh phúc, sức khỏe và sự an toàn của gia đình. Đây mới là điều quan trọng nhất bạn cần làm. Đến tuổi này, bạn không cần quá lo lắng nữa về những gì bạn không có được. Hãy học cách buông bỏ những gì đã mất và bằng lòng với những gì đang có. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo và thuận lợi. Nó sẽ luôn có được và có mất. Thế nhưng thay vì ôm giữ nhiều tiếc nuối thì học cách bằng lòng với cuộc sống mỗi ngày, bạn mới có thể có được hạnh phúc thật sự. Ba cảnh giới cao của đời người: nhìn xa, nhìn thấu và xem nhẹ. Đời người có ba cảnh giới tưởng đơn giản nhưng lại khó đạt được, đó chính là nhìn xa, nhìn thấu và xem nhẹ. Chỉ nhìn xa người ta mới có thể nhìn được bao quát và đem mọi thứ ôm ấp vào trong lồng ngực của mình. Khi có thể nhìn thấu, người ta mới có thể hiểu rõ được sự vật, sự việc, con người. Và chỉ khi xem nhẹ mới có thể có được sự khoái hoạt, ung dung và thoải mái. Một người chỉ khi có thể nhìn xa thì mới có thể nhìn thấu, và chỉ khi đã nhìn thấu tỏ rồi mới có thể xem nhẹ được. Rất nhiều khi, điều khiến chúng ta cảm động không phải là lời nói chỉ thẳng ra, cũng không phải bởi vì nhận được tình cảm mãnh liệt, mà là đến từ sự bình thản mà người khác cho là vô vị. Cuộc sống luôn có muôn nghìn việc hệ trọng, ẩn chứa cả những ngọt bùi và cay đắng. Đời người, xét đến cùng vẫn là bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm cảnh. Người có nhiều dục vọng, ham muốn thì luôn mệt nhọc, bị phiền nhiễu bởi cái này cái kia. Người có ít ham muốn thì thường sống thanh nhàn, đạm bạc. Người có thể xem nhẹ thì hạnh phúc mới nhiều. Đơn giản là cảnh giới cao của đời người. Cổ nhân có câu: người có cảnh giới thì tự nhiên có phẩm cách cao. Cảnh giới cao nhất của nhân sinh kỳ thực chính là sự chất phát tự nhiên, sự đơn giản trong cách nghĩ, trong tâm hồn. Hạnh phúc chính là một loại cảm thụ, nhưng không phải tất cả cảm thụ đều là hạnh phúc. Đời người rốt cuộc phần nhiều vẫn là sống trong tâm cảnh. Người xem trọng thường đau khổ, xem nhẹ thường tiêu sái. Người chấp nhất vào điều gì đó thường bị mê lạc. Người hiểu thông tỏ thường lại không bị vướng mắc gì. Tại một thị trấn nhỏ của nước Anh, có một chàng trai hàng ngày kiếm sống bằng cách hát rong trên đường phố. Cũng ở khu đó, có một cô gái người nước ngoài rời xa gia đình đến đó để làm thuê đã nhiều năm. Cả hai thường đến một nhà hàng nhỏ để ăn cơm. Thế là sau nhiều lần gặp nhau, họ đã trở nên thân thiết. Một ngày, cô gái người nước ngoài nói với người thanh niên rằng
đừng đi hát rong nữa, hãy làm một nghề nghiệp gì đó đi. Tôi giới thiệu cho anh đi nước ngoài dạy học nhé. Ở đó, anh hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn công việc hiện tại ở đây. Người thanh niên nghe xong, lúc đầu còn có chút bất ngờ, sau đó mới hỏi lại, chẳng lẽ công việc hiện tại của tôi không phải là một nghề nghiệp ư? Tôi thích nghề này, nó mang đến cho tôi và những người khác niềm vui, có gì là không tốt chứ? Tôi cần gì phải đi xa nghìn trùng, bỏ lại người thân, bỏ lại gia đình, đi làm công việc mà tôi cũng không yêu thích. Ở đây, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, họ đều ngạc nhiên. Họ không hiểu được tại sao chỉ vì để kiếm thêm được một chút tiền mà phải bỏ lại người thân, từ bỏ hạnh phúc, có cái gì đáng giá vậy? Ở trong mắt họ, gia đình đoàn tụ, bình an yên ổn, đó mới là hạnh phúc nhất. Quả thực, câu chuyện rất nhỏ nhưng nó đã nói rõ quan điểm sống khác nhau của cô gái và chàng thanh niên. Đối với người thanh niên mà nói, sống đơn giản, ở bên gia đình, làm công việc mình yêu thích chính là một loại hạnh phúc. Được đừng quá vui mừng, mất đừng quá sầu bi. Cuộc sống không ai là hoàn mỹ, toàn vẹn, mà luôn có lúc thăng lúc trầm. Mỗi người đều có mặt tốt đẹp và mặt thiếu sót của bản thân, lại có những phiền toái và những điều không như ý quấy nhiễu trong tâm khảm. Nhưng thời gian một khi qua đi là không quay trở lại nữa, cho nên trong cõi hồng trần cuồn cuộn này hãy quý trọng và đón nhận hết thảy điều xảy ra, dù tốt hay xấu. Bởi vì quý trọng hết thảy tốt xấu mới có thể không vướng mắc điều gì, cũng chính là xem nhẹ hết thảy. Tâm càng đơn giản thì sống càng ít ưu phiền, sống càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Hết thảy điều gì đến đều không nên quá vui mừng, mất đi cũng đừng buồn bực uất ức. Người xem nhẹ sẽ thong dong bình tĩnh mà đón nhận hết thảy. Tất cả những khó khăn đều là để rèn luyện chúng ta kiên cường hơn. Tất cả những thất bại đều là để chúng ta thấu hiểu hơn, cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và biết nhìn xa trông rộng hơn. Một người không trải qua mưa gió gian khổ sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cầu vồng, không nếm trải qua trăm vị nhân sinh thì sao có thể hiểu được chân lý của nhân sinh. Sống đơn giản hơn một chút sẽ ít đi một chút phiền não và nhiều thêm một chút khoái hoạt. Học được cách suy nghĩ, cách sống đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản, đó cũng là một cảnh giới của đời người. Sống biết đủ là cách sống trí tuệ. Có câu rằng, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Vậy hà cớ gì người ta không biết đủ, mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế? Chúng ta biết rằng dục vọng, ham muốn của con người là vô hạn. Người xưa có câu, người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi, nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị danh và lợi thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng, có thứ này lại muốn thứ khác, có rồi lại muốn cái mới hơn. Một điều rất hiển nhiên rằng dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Nếu một mực cưỡng cầu thì nhất định sẽ sinh ra phiền não. Con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. Đây đúng là cái dòng luẩn quẩn của đời người. Có thể thấy rằng tâm biết đủ quan trọng đến mức nào đối với sinh mệnh của một người. Suy cho cùng, cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa,
hà cớ gì người ta phải truy cầu nhiều thứ như vậy? Huống chi, tiền tài dù nhiều đến mấy, chức vị dù cao đến đâu đi nữa, cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì. Danh và lợi có đem lại hạnh phúc cho con người? Có người nói, tôi cũng không muốn liều mạng, quả thật không cần quá nhiều vật chất và hưởng lạc, nhưng danh lợi là thể hiện của sự thành công. Cho nên, buông bỏ là không có chí tiến thủ, không thể buông xuống được. Không thể nghi ngờ rằng, danh lợi có phần mang đến vinh quang cho con người, tự nhiên có lực hấp dẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên thành công và danh lợi lại không nhất định là ngang hàng với nhau. Một người quá mức truy cầu danh lợi sẽ khiến tâm không còn tỉnh tại, dễ làm nhiều việc không nên. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người cả đời lao tâm lao lực, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại tưởng rằng như thế là hạnh phúc, khoái hoạt. Nhưng quay đầu lại nhìn thì hóa ra, hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy. Người như vậy ở nơi nào cũng có, họ rốt cuộc cuối cùng là thành công hay thất bại. Người biết đủ sẽ không chọn cách sống như vậy, họ cự tuyệt cách sống chui đầu vào cái giỏ danh lợi, bởi vì họ biết sẽ bị danh lợi làm khổ cả đời. Danh lợi tuy rằng ở một mức độ nào đó sẽ khiến con người khoái hoạt hạnh phúc, nhưng dục vọng danh lợi mãi cứ giãn nở ra vô hạn thì chỉ có thể làm cho người ta thống khổ mà thôi. Cho nên, cổ nhân giảng, thấy đủ thường vui. Biết đủ là cách nắm giữ hạnh phúc. Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào, nhưng hẳn là sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Người ta nói rằng vui vẻ là nguyên tố không thể thiếu của mỗi người. Vào triều đại nhà Minh, có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi, một ngày ba bữa đều là hút cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời, sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc, bởi vì trong lòng ông biết đủ. Có câu nói rất hay rằng, đừng khóc vì không có giày đi, bởi vì có người còn không có chân để đứng. Bởi vậy mới nói, biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn. Ở vào cùng một tình cảnh, chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi cái tâm của mình thì tình cảnh cũng tự nhiên thay đổi, cải biến theo chiều hướng tốt. Có tâm biết đủ là quý trọng những gì có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng, thì những thứ đang có hiện tại cùng rời bỏ chúng ta mà đi. Cách tránh được tai họa chính là coi trọng phúc phận mình đang có. Dĩ như sinh mệnh và sức khỏe là tài phú lớn nhất của mỗi người, nhưng mọi người lại thường xem nhẹ. Đến lúc sắp mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã muộn mất rồi. Cho nên, khi rơi vào cảnh đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi thì sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt được niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại, không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa không nên có ập đến lúc nào không hay. Phúc đức sinh ra bởi biết đủ, tai họa sinh ra bởi lòng tham. Cổ nhân cho rằng,
người biết đủ luôn là người giàu có và hạnh phúc. Không những thế, người biết đủ còn biết điểm dừng và họ không cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn dục vọng, lòng tham của bản thân. Vì vậy người biết đủ cũng sẽ không bị tủi nhục và tránh được tai họa về sau. Đây cũng là điều Lão Tử đề cập tới trong Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh là quyển sách do Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 trước công nguyên. Trong đó có rất nhiều chương Lão Tử đề cập đến đạo lý biết đủ. Trong chương thứ 30 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: người biết đủ là người giàu có. Trong chương thứ 44, Lão Tử cũng viết: yêu nhiều ắt sẽ tổn nhiều, chứa nhiều ắt sẽ mất nhiều. Phải biết thế nào là đủ. Đừng quá tham lam để tránh tủi nhục về sau. Biết dừng lại thì sẽ không gặp nguy và có thể trường cửu. Trong chương 46 của Đạo Đức Kinh tiếp tục viết: không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được. Cho nên biết cho rằng mình đủ thì sẽ luôn luôn đủ. Đạo lý biết đủ của Lão Tử bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Biết đủ là cầu bên trong mà không cầu bên ngoài, là theo đuổi bản tính chất phác và sự dồi dào về tinh thần. Dương bậc thời Tam Quốc là người chú giải Đạo Đức Kinh. Ông viết: người biết đủ do không mất mà luôn giàu có. Người biết đủ sẽ không bị lòng tham vật chất quấy nhiễu, khống chế. Bởi vậy dẫu có thiệt hại một chút về vật chất nhưng họ vẫn không động phàm tâm. Trong một đoạn chú giải khác, Dương Bậc còn viết: người biết đủ sẽ biết dừng lại. Họ không cầu ở bên ngoài mà chỉ hướng vào bên trong mà tu thôi. Câu này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi sự giàu có về mặt tinh thần. Danh lợi và tiền tài là vật ngoài thân, là thứ không thể nắm giữ được mãi. Truy cầu và chiếm giữ quá nhiều thì nhất định cũng sẽ mất đi nhiều. Con người ta chỉ nên có một phần danh lợi trong mức độ của nó, không nên chiếm giữ quá nhiều. Phải biết đủ thì mới được dài lâu. Có thể nói, nhược điểm lớn nhất của nhân tính là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không thấy đủ. Một người chỉ có thể thời thời luôn thấy đủ khi người ấy giảm bớt ham muốn, biết hài lòng và thỏa mãn. Bởi vậy, Dương Bậc đã nói: không có dục vọng mà biết đủ và thuận theo tự nhiên mà biết đủ. Lão Tử vô cùng coi trọng đạo lý biết đủ. Ông cho rằng biết đủ có thể quyết định dinh nhục, sống chết, họa phúc của mọi người. Một người nếu biết đủ thì những yếu tố khách quan như tiền tài, của cải, cho dù là không nhiều lắm nhưng họ vẫn có thể tự nhận mình là người giàu có. Bởi vì người biết đủ luôn không thấy thiếu thốn gì, không thiếu thốn gì thì được xem là giàu có. Trái lại, người không biết đủ thì cho dù có nhiều những yếu tố bên ngoài như tài phú nhưng vì lòng tham không đáy mà có thể gây ra tai họa lớn. Từ điểm này có thể thấy, Lão Tử cho rằng một người giàu hay nghèo là được quyết định bởi biết đủ hay không biết đủ. Đối với những người cai quản đất nước mà nói, dục vọng rất nhiều khi tạo thành tai họa lớn. Cho nên, những người này phải tu dưỡng tâm biết đủ để khống chế ham muốn của bản thân. Như vậy thì vạn vật và thiên hạ mới có thể tự nhiên an ổn. Trong cuốn Hàng Thi Ngoại Truyện viết: phúc sinh ra bởi vô dục mà tai họa sinh ra bởi ham muốn. Biết đủ thì sẽ giàu có, người tham lam của cải mà không biết dừng thì tuy có thiên hạ cũng không gọi là giàu. Con người ta phải biết đủ khi đứng trước tài vật và quyền lực. Nếu một người không thể làm được điều ấy thì khi tham dục vượt quá hạn độ nhất định rồi thì tất nhiên sẽ tự rước lấy nhục. Người ấy sẽ gặp phải tổn thất to lớn và nghiêm trọng về phương diện vật chất, địa vị xã hội và tinh thần. Vào triều đại nhà Minh,
có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu, liền hỏi: một ngày ba bữa đều là hút cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời: sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa, trong lao ngục không có tù nhân là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc. Bởi vì trong lòng ông biết đủ, niềm hạnh phúc của ông đến từ góc độ tương đối. Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào, nhưng họ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc mà không để tâm đến việc đó. Biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Ba kiểu người sống mệt mỏi, kém may mắn. Khi nhắc đến kinh dịch, xưa nay nhiều người thường cho rằng đó chỉ đơn thuần là cuốn sách về bói toán, đoán mệnh. Nhưng kỳ thực, kinh dịch còn là cuốn sách hàm chứa đạo lý nhân sinh vô cùng sâu sắc. Trong 64 quẻ của kinh dịch ẩn chứa trí tuệ vô cùng tinh thâm của cổ nhân. Theo đó, số phận cuộc đời của một người là như thế nào? Có phúc báo, may mắn hay thường xuyên gặp giận rủi, trắc trở cũng chịu ảnh hưởng từ hành vi của người ấy mà ra. Vậy người như thế nào thì sẽ sống kém may mắn, mệt mỏi và ưu sầu? 1. Người nghĩ quá nhiều. Trong dịch truyện, Hề Từ Thượng viết: Di tắc dị tri, giảng tắc dị tòng, dị tri tắc hữu thân, dị tòng tắc hữu công. Ý tứ là mình đơn giản thì người khác dễ hiểu mình, mình đơn giản thì dễ có người theo, người ta dễ hiểu mình thì mình dễ có người thân, có người theo thì sẽ dễ lập được công lao. Có rất nhiều khi, sống quá tỉnh táo lại dễ dàng sinh phiền não trong tâm, sống hồ đồ một chút, đơn giản một chút lại khoái hoạt thoải mái. Bởi vì những người sống quá tỉnh táo thường rất thực dụng và nghĩ nhiều đến được mất của bản thân, cho nên họ sống rất mệt mỏi. Người càng suy nghĩ đơn giản thì càng mang lại cảm giác chân thành và đáng tin cậy cho người khác. Như thế, họ dễ quản giao và tìm được cơ hội trong cuộc đời. Đại Đạo Chí giảng, đời người cũng nên sống đơn giản. Đơn giản ở đây không hẳn là phải sống trong điều kiện vật chất bần cùng khốn khó, mà là sự tự tại và đơn giản về tinh thần. Một người có những suy nghĩ đơn giản, chất phác cũng sẽ dễ dàng tìm được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Trái lại, người nghĩ quá nhiều, quá phức tạp, suy đi tính lại thì sẽ rất khó đạt được sự thỏa mãn và thoải mái trong tâm. 2. Người cuồng vọng, không biết sợ. Trong kinh dịch, Hề Từ Thượng viết: Thiên Thùy Tượng, kiến các hung, thánh nhân tác chi, tức là trời giáng xuống các hiện tượng báo trước điềm lành điềm dữ, chỉ có bậc thánh nhân mới có thể đoán được việc đó. Trời đất có pháp tắc của trời đất, vạn vật cũng có pháp tắc của mình. Quy luật của trời đất nhất định là cao hơn, thâm sâu hơn của vạn vật, chúng sinh. Bởi vậy, con người cần phải biết khiêm tốn, phải biết kính sợ trời đất, quỷ thần và thiên nhiên. Cổ ngữ nói: trời có phong cuồng tất sẽ có mưa, người cuồng vọng tất sẽ gặp họa. Khi ở trong khốn cảnh cần phải ngẩng đầu bước tiếp, khi ở trong thuận cảnh phải nghĩ tới ngày gian nguy, khi thành công phải luôn nhắc nhở bản thân thấp điệu làm người, không khoa trương, ngạo mạn,
đó mới là cách sống của người trí tuệ. Ngày nay có một số người điều gì cũng không sợ, không sợ trời, không sợ đất. Thực sự người như vậy rất nguy hiểm. Những người không điều ác nào là không dám làm đều là người không có tâm kính sợ. Người biết kính sợ mới có thể chỉnh tề, thuần nhất, mới không tùy tiện phóng túng bản thân. Khi trong tâm một người có kính sợ thì người ấy mới có thể tự ước thúc bản thân, chú trọng tu tâm dưỡng tính, không làm ra những sự tình thương thiên hại lý, nguy hại người khác. Vì thế, họ sống an tường, may mắn. 3. Người không biết đủ. Trong kinh dịch, Lý Quái viết: Miễu năng thị, bả năng lý, lý hổ dĩ, điệt nhân, hung. Vũ nhân di du đại quân, ý nghĩa là thị lực của con mắt xuất hiện vấn đề rồi mà vẫn tự cho rằng có khả năng nhìn, lại còn càng muốn quan sát. Chân đã bị què rồi lại còn tự cho rằng có khả năng đi, lại còn càng muốn đi. Kết quả là dẫm phải cái đuôi con hổ mà bị dây hãm trong nguy hiểm. Người dùng cái dũng của kẻ thất phu mà hành động thì cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đại ý của câu nói này nhằm khuyên bảo con người phải biết mình, biết năng lực và đức hạnh của mình, từ đó mà đặt ra mục tiêu, đích đến. Nếu đức hạnh mỏng, năng lực yếu thì không nên mù quáng truy đuổi những thứ cao xa mà rơi vào nguy hiểm. Để làm được điều này thì phải có tâm biết đủ. Biết đủ thường vui không phải là không có tâm muốn tiến lên, mà là phải biết điểm dừng. Bởi vì tâm truy cầu mà không có tâm biết đủ chế ước thì sẽ dễ dàng trở thành tâm tham lam. Con người một khi đã có tâm tham thì luôn muốn có được nhiều hơn nữa và sẽ sống vô cùng mệt mỏi. Lão Tử: đời người cần kịp trở về giới không? Trong mắt Lão Tử, số không là sự kết thúc, vạn vật cuối cùng đều quy về không. Nhưng số không cũng là khởi đầu cho những điều mới mẻ, giống như một trang giấy trắng, có thể viết nên những hình ảnh tươi đẹp nhất. Trở về không cũng là một trạng thái như vậy, tạm thời có thể nói thành vô, nhưng lại không hoàn toàn là vô, bởi lẽ nó bao hàm vô số khả năng hữu ở trong đó. Lão Tử giảng: đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lại có câu rằng: hữu vô tương sinh. Trong không, vô có thể sinh ra có, hữu có lại chẳng thể tránh được sẽ trở về không. Đạo sinh vạn vật, vạn vật cuối cùng lại quay trở về với đạo, cho nên đạo chính là không. Đời người nên kịp thời trở về với không, bởi lẽ mọi thành bại trong đời cũng tương tự như quá khứ từ một phút trước. Quá khứ có thể dẫn tới hôm nay, nhưng không thể thay thế cho ngày mai. Kịp thời trở về không là ý thức luôn tích cực hướng về tương lai. Mỗi ngày thức giấc đều có thể coi như một cuộc đời mới. Điều ấy có thể khiến cho thứ xấu không ảnh hưởng đến tương lai, khiến những điều tốt đẹp không bị mê hoặc trong hiện tại. Lão Tử giảng: di đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ chí ư vô vi, vô vi nhi vô bất di. Nghĩa là: theo đạo thì dục vọng mỗi ngày một giảm, giảm rồi lại giảm nữa, cho tới mức vô vi, không làm, không làm mà không thứ gì là không làm. Trí huệ của tư tưởng trở về không kỳ thực chính là buông bỏ, giảm thiểu dục vọng, ảo tưởng, cố chấp và sự kiêu ngạo trong nội tâm, cuối cùng giảm tới trạng thái tự nhiên vô dục vô cầu. Như vậy cũng là đang tiến gần về giới đạo. Kiến tố bảo phát, thiểu tư quả dục, thấy nguyên sơ, giữ mộc mạc, giảm suy nghĩ, bớt dục vọng. Tố là một loại tơ trắng chưa hề bị nhuộm, phát là một loại gỗ chưa qua gia công, được ví với cảnh giới tư tưởng chất phát, bản sắc tự nhiên,
lối sống giản đơn của con người. Thế sự có thể nhiễu loạn, nhưng lòng người nên trở về không, tựa như trời xanh mây trắng, giản đơn, thuần khiết. Tâm như giếng cạn, sóng chẳng thể sinh. Khi tâm giản đơn, thế giới cũng sẽ trở nên đơn giản. Chỉ khi tâm trở về không, con người mới có thể luôn mỉm cười đối mặt với kiếp nhân sinh. Con người chẳng thể có được mọi thứ trên đời, đôi khi từ bỏ cũng là một sự lựa chọn. Đời người như một quá trình không ngừng buông bỏ, không ngừng đắc được. Ly trống không mới có thể chứa nước, tay nắm chặt thì chẳng thể giữ được thứ gì. Chỉ cần xòe bàn tay ra bạn sẽ có cả thế giới. Nếm trải hết thảy trăm vị trên thế gian mới thấy được rằng thanh đạm vẫn là dư vị ngon nhất. Nhìn thấu đời người phồn hoa, tâm mới bình thản, chân thật nhất. Lão Tử lại giảng: đạo giả, phản chi động giả, nhược giả đạo chi dụng, thiên địa dạng vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Nghĩa là quy luật vận hành của đạo là trở lại cái gốc ban đầu, diệu dụng của đạo là khiêm nhu. Dạng vật trong thiên hạ từ có mà sinh ra, có lại từ không mà thành. Dạng sự dạng vật bắt đầu từ đâu thì cũng sẽ kết thúc ở đó, kết thúc ở đâu cũng sẽ bắt đầu ở đó. Dạng sự dạng vật đều hướng lên theo dòng xoáy ốc, không ngừng quay trở về, không ngừng canh tân. Mỗi lần đột phá đều bắt nguồn từ việc trở về số không lúc ban đầu. Tựa như mùa đông ẩn tàng sinh cơ của dạng vật, ấp ủ hoa thơm chim hót, cây xanh, cỏ biết cho mùa xuân. Vậy nên trong thế giới phồn hoa nhiễu loạn này, trái tim thuở ban sơ là chân thực nhất, đáng quý nhất. Khiến tâm hồn trở về không chính là không quên cái tâm ban đầu, vĩnh viễn không từ bỏ, nhìn thấu bản thân, từ bỏ cái ác. Trở về không thì không vướng bận bởi thế tục, không bị mê hoặc bởi danh lợi, hư vinh. Khi chúng ta có thể trở về không, chúng ta sẽ phát hiện ra đích đến không phải là nơi xa, mà là xuất bản điểm ban đầu của chính mình. Đó chính là ngôi nhà thật sự, là nơi sinh mệnh bản nguyên nhất của chúng ta được tạo thành. Người càng đơn giản, càng nên kết thâm giao. Cổ nhân có câu đại đạo chí giản chí dị, chân lý đôi khi có thể hiện lộ từ những điều rất giản đơn. Trong cuộc sống, người càng suy nghĩ đơn giản, càng mang lại cảm giác chân thành, đáng tin cậy cho người khác và xứng đáng để kết thâm giao. Khi tiếp xúc với những người có suy nghĩ đơn giản trong một khoảng thời gian đủ lâu, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình cũng có thể sống được như thế. Không ghen tuông, không đố kỵ, không toan tính thiệt hơn, sống cởi mở và là chính mình, từ đó khám phá ra lòng tốt vốn có ở tất cả mọi người. Vậy nên gặp được những người đơn giản cũng là một phước lành, và kết bạn được với họ cũng là một ơn huệ của cuộc sống. Những bằng hữu đơn giản thế này thường không có tài hùng biện, không qua ngôn xảo ngữ, nhưng có thể thông qua hành động mà nói lên sự thật. Thực tế là có nhiều người ăn nói rất hay, nhưng hành động của họ thì cho cảm giác ngược lại. Một người bạn có suy nghĩ đơn giản sẽ chìa tay ra khi chúng ta cần sự trợ giúp. Sau khi giúp xong, người ấy lẳng lặng rời đi mà không cần chờ được cảm ơn hoặc khen ngợi. Việc có thể giúp thì quyết chẳng từ nan, việc không thể làm cũng tuyệt đối không hứa suông. Trước mặt chúng ta sẽ không ra vẻ này nọ, cũng không tỏ ra dồn dã, thân thiết. Khi làm bạn với loại người này, đừng chờ đợi nhận được những lời có cánh. Tuy nhiên, dù chúng ta xấu đẹp thế nào, họ sẽ luôn lặng lẽ ở bên ta. Khi được lên voi dương dương đắc ý, nhiều người sẽ đến tâng bốc chúng ta,
Nhưng người bạn đơn giản kiểu này sẽ chỉ đứng nép bên trong lúc ta cao hứng. Khi chúng ta ngã ngựa lâm cảnh khốn cùng, mọi người đều tản đi, chỉ có người bạn đơn giản kia là nắm lấy tay ta, giúp đỡ ta, nâng đỡ ta, dìu ta từng bước vực dậy từ thất bại. Một người bạn suy nghĩ đơn giản, dù chúng ta xấu tệ thế nào cũng không bị người ấy chán ghét. Người ấy sẽ đối xử với chúng ta bằng một trái tim đơn giản, trước sau như một. Ngay cả khi không thường xuyên liên lạc thì trong tâm người ấy vẫn có ta. Khi cả hai gặp mặt thì những gì nói ra cũng đều là những lời chân thật từ tận đáy lòng. Tính cách của người suy nghĩ đơn giản thường đáng tin cậy và vững chãi. Vào thời điểm quan trọng nhất, ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tình bạn của họ. Họ thường không nhất thiết là người thông minh, có thể dễ bị người khác lừa và luôn chịu thiệt trong các hoàn cảnh. Nhưng người bạn như vậy thật sự đáng trân trọng. Vì tâm trí đơn giản, họ thường tốt bụng và thân thiện với mọi người, không có suy nghĩ phức tạp nên cũng dễ khiến đối phương cảm thấy dễ chịu, không phải đề phòng và trở nên hòa ái hơn. Với người bạn như thế, chúng ta cũng không cần đối phó, tính toán, mưu mô, không cần cạnh tranh và dễ cảm thấy yên bình hơn. Nhiều người thời nay sắc sảo quá, lúc nào cũng suy tính sao được lợi cho mình và luôn tranh đấu để được lợi nhiều hơn. Người đơn giản không như thế, họ thường nghĩ cho người khác trước và không ngần ngại khi bản thân bị thua thiệt. Những người thông minh khôn khéo quá thường coi tình bạn như chuyện kinh doanh, xây dựng mối quan hệ để lợi dụng lẫn nhau. Còn những người đơn giản thì coi tình bạn như là báu vật. Càng lặn lội trong thùng thuốc nhuộm xã hội, chúng ta càng gặp nhiều người sắc sảo tinh khôn, tâm cơ thâm sâu khó lường. Vậy nên ông bà ta thường nói dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Khi họ nói chuyện thì không để lộ sơ hở, bên trong nghĩ khác, bên ngoài nói khác, cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, che che đậy đậy. Những người kiểu này thường tỏ ra thân mật, gần gũi, nhưng cái tâm của họ thì ở rất xa. Khi xảy ra việc bất ổn thì họ người giả điếc, người giả câm, người không hỏi tới và người không nói gì. Vậy nên, người càng đơn giản, càng xứng với tình bạn sâu sắc, càng có duyên và càng dễ được quý mến. Cầu mong mỗi người trong đời có thể tìm được ít nhất một tình bạn thâm giao như thế. Và mong hơn nữa nếu mỗi người có thể trở thành một người bạn đơn giản với người khác, như vậy thế giới này sẽ còn có hy vọng. Buông bỏ ba gánh nặng này để cuộc sống hiện đại hạnh phúc hơn. Có rất nhiều việc không quan trọng sẽ lãng phí tinh lực của chúng ta. Hãy thử biến cuộc sống phức tạp thành đơn giản, buông bỏ những gánh nặng trên thân, dẫu là về tinh thần hay vật chất, cũng đều có thể khiến bạn sống ung dung, tự tại hơn. Năm 1845, Henry David Thoreau, một nhà văn người Mỹ đã tới Hồ Quan Đừng, Massachusetts, tự mình dựng một căn nhà gỗ. Ông sống một mình ở đó trong vòng 2 năm 2 tháng và 2 ngày. Sau đó ông viết: nếu một người có thể thỏa mãn với những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống, thì họ có thể ung dung hưởng thụ cuộc đời. Con người càng già đi, kỳ thực lại càng có thể minh bạch được đạo lý này. Trong thế giới bất định đầy rẫy những tham vọng vật chất, mỗi người đều nên học cách biến cuộc sống phức tạp trở nên đơn giản hơn để có thể sống thực sự thoải mái. Dẫu về vật chất hay tinh thần, bạn đều cần buông bỏ những gánh nặng dưới đây để có thể tự do hưởng thụ một cuộc đời dễ chịu hơn. Những mối quan hệ xã giao vô bổ. Một số người hễ mở miệng ra là thích nói tới cụm từ mối quan hệ xã hội,
nhóm này nhóm kia. Họ thường cho rằng chỉ cần bản thân có được các mối quan hệ, hòa nhập vào các nhóm, thì cuộc sống có thể bước lên một nấc thang mới. Kỳ thực nhiều khi, điều thực sự khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi không phải là bản thân cuộc sống, mà là những mối quan hệ xã giao vô bổ. Thế nào là những mối quan hệ xã giao vô bổ? Tình huống dưới đây chỉ mang tính chất đại diện. Bạn chạy tới một buổi liên hoan, hàn huyên với một nhóm người lạ. Trong suốt quá trình ấy mọi người cười cười, nói vui vẻ với nhau. Khắp nơi đều là những lời khách sáo, những câu chuyện dông dài, những lời tụng, những ly rượu mời, xin tài khoản mạng xã hội, lưu số điện thoại. Nhưng 3 ngày sau chính bạn cũng không thể nhớ rõ đối phương là ai. Bạn thử ngẫm mà xem, thời gian và tinh lực của chúng ta hầu như đều bị những mối quan hệ xã giao vô bổ này chiếm dụng. Trên thế giới này, không có mối quan hệ xã giao chân chính, chỉ có những người ưu tú mới có được những cuộc xã giao hữu dụng. Bản thân không ưu tú, thì dẫu xã giao thế nào, ai vua nịnh hót ra sao, cũng chỉ như vớt trăng đáy nước. Dốc cạn tâm tư cho các cuộc xã giao chỉ lãng phí thời gian của đôi bên. Thứ trân quý nhất là thời gian. Đừng tùy tiện làm lỡ dở thời gian của người khác, cũng đừng tùy tiện lãng phí thời gian của chính mình. Nếu rảnh rỗi một chút thì hãy đọc sách nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, khiến cả thân lẫn tâm mình đều được vui vẻ, cuộc sống thêm phong phú và nhiều màu sắc. Hãy dành nhiều thời gian và tâm sức cho những việc hay những người mình yêu thích. Hoàn thiện những việc mình cần làm và có sở trường về nó, thế giới của bạn sẽ đặc sắc hơn nhiều. Những ham muốn, dục vọng thái quá. Tô Đông Pha cả một đời trắc trở. Khi bị giáng chức tới Hoàng Châu, một hôm ông cùng bạn tới Nam Sơn dạo chơi. Người bạn tiếp đãi ông bằng món rau dại. Tô Đông Pha nếm xong thì không ngớt cảm thán rằng nhân gian có gì gọi là thú vui tao nhã. Hạnh phúc là gì? Thế nào là một cuộc đời mỹ mãn? Có bao nhiêu tiền mới được coi là thành công? Nhà văn Mỹ mà chúng ta nhắc tới ở đầu câu chuyện này viết rằng tuyệt đại đa số những món đồ xa xỉ và rất nhiều thứ được coi là tiện ích, dễ chịu cho cuộc sống, không chỉ là thứ thừa thải, mà còn ngăn trở nhân loại đề cao. Người thông minh nhất thường sống đơn giản và mộc mạc hơn cả những người nghèo khó. Những khó khăn, bế tắc trong cuộc sống thông thường không phải do thiếu hụt về vật chất, mà bắt nguồn từ dục vọng của con người đối với vật chất. Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người vất vả ngược xuôi cũng vì muốn sở hữu một căn nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, hay căn nhà thứ 2, thứ 3. Cũng có người độc lập và tự do về tài chính, đi du lịch khắp nơi, thậm chí có người đến tận Tây Tạng cầu đạo, đi châu Âu mua đồ. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình, họ vẫn cảm thấy trống vắng. Kỳ thực chúng ta mệt mỏi là vì chúng ta vẫn muốn sống một cuộc đời mệt mỏi. Buông bỏ dục vọng quá mức về vật chất mới có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Những người có ham muốn vật chất mạnh mẽ thường không thể sống vui vẻ. Hãy học cách buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, thanh lọc môi trường, thanh lọc tạp niệm, tìm lại vô lăng chủ động điều khiển cuộc sống của mình, chứ không phải trở thành nô lệ bị cuộc sống dắt đi. Những tin nhắn vô dụng. Việc đầu tiên khi con người hiện đại mở mắt thức giấc mỗi buổi sáng chính là lướt điện thoại di động. Việc cuối cùng trước khi đi ngủ cũng là lướt điện thoại. Chúng ta đã bước vào thời đại giải trí toàn dân. Dẫu cho bản thân còn ngổn ngang biết bao việc,
chúng ta vẫn quan tâm tới các minh tinh lại xuất hiện những tinh xấu nào, ai ngoại tình, ai bị bạo hành gia đình. Những phần mềm trò chơi điện tử, phần mềm tin tức, mua đồ, dây tín dụng và các nhóm bạn chat vô dụng trên điện thoại mỗi ngày đều tinh ton báo tin nhắn suốt 24 tiếng không ngừng. Khi bạn định tắt đèn đi ngủ thì phần mềm chat lại báo có tin nhắn. Liệu bạn có mở điện thoại ra xem một cách vô thức? Khi bạn đang chìm trong công việc, phần mềm chat lại giới thiệu một bản tin đặc biệt. Liệu bạn có vô thức buông xuống công việc, kiểm tra xem nội dung đó là gì? Một cách vô thức, sự dựa dẫm vào thông tin của chúng ta không còn đơn giản là gánh nặng cần buông bỏ, mà đã trở thành một căn bệnh, chẳng thể rời, chẳng thể cai. Chỉ cần điện thoại báo có tin, chúng ta sẽ lập tức buông xuống việc đang dở tay. Chúng ta không thể tĩnh tâm lại cùng người thân ăn một bữa cơm, nói chuyện với con cái, với vợ chồng mình. Nicolas G. K., một nhà văn người Mỹ từng nói, mạng Internet dâng cho chúng ta một bữa yến tiệc thông tin thịnh soạn. Đồng thời nó cũng dẫn chúng ta tới một trạng thái tự nhiên là gọt đầu, gọt đuôi, phân tán tinh lực của chúng ta. Kỳ thực thoát khỏi thói quen này cũng không khó nếu bạn thực sự muốn. Hãy tự cai nghiện cho mình, làm việc tiếp cận điện thoại và tin nhắn khó khăn hơn, xóa bớt phần mềm, cài đặt không báo tin nhắn, thoát khỏi nhóm chat vô bổ, để điện thoại sang một phòng khác, tắt điện thoại vào những giờ cố định cần thiết cho gia đình. 5. Mỗi người chúng ta đều là một cá thể độc lập, cuộc sống mỗi người đều có hạn, nên bớt quan tâm tới người khác, mà quan tâm nhiều hơn tới sự trưởng thành của bản thân. Hãy nỗ lực hết mình để cuộc sống bớt đi những điều đáng tiếc, mới có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Khi mỗi người đều chuyển tinh lực và thời gian từ việc quan tâm tới thế giới bên ngoài thành chú trọng tới sự trưởng thành của bản thân, thì mới có thể quan tâm tới nhân cách của mình. Hãy chọn cách sống của nước. Người tâm linh thường có trái tim pha lê, trong veo, lấp lánh, bảy sắc cầu vồng, nhìn thấu. Tuy rất đẹp và quý giá nhưng vô cùng nhạy cảm, dễ nhìn thấu mọi việc nên rất dễ dở dụng và vô cùng khó hàn gắn. Người tâm linh chỉ thích hợp với cỏ hoa, mây bay gió thổi, với âm nhạc, với tĩnh lặng, với cô đơn, với màu sắc, rất giàu trí tưởng tượng. Không thích nơi ồn ào, xô bồ và tốc độ. Người tâm linh rất hay tự trách mình và rộng lượng với người khác. Càng tiếp xúc với người, càng thấy mình bị tổn thương và cô đơn, nên rất thích một mình. Chỉ khi nào bạn tu luyện thành trái tim kim cương, thì vẫn tỏa sáng lấp lánh nhưng vô cùng cứng rắn. Để đạt được điều này thật khó, bạn phải học cách luôn sống trí tuệ với sức sống đầy ắp. Có thể sẽ lâu lắm mới đạt được. Thôi thì khi chưa có trái tim kim cương, đừng giữ mãi trái tim pha lê cố chấp, mà hãy đơn giản học cách sống của nước. Nước không màu sắc, không mùi vị, chẳng có hình thù gì, nhưng nước lại có tất cả màu sắc uyển hoặc hơn cả bảy sắc cầu vồng. Màu của nước rất thay đổi tùy góc nhìn của mỗi người. Theo triết học cổ phương Đông, nước thuộc thủy có sắc đen. Trong cơ thể con người là tạng thận, người xưa thật uyên thâm. Dù là nước hay tạng thận thì vẫn là gốc sự sống. Sắc đen nên chỉ nhìn thấu, bao dung người khác, mà lại rất kín đáo, trầm tư, chẳng ai hiểu được mình. Nên tuy ai nói gì thì người giàu tính thủy vẫn rộng lòng tha thứ và bỏ qua. Thế mà khi hòa nhập cộng đồng, nước có đầy đủ màu sắc, đỏ rực hay xanh biếc,
khi phô diễn hộ màu của các bạn tảo nhỏ bé hay màu của san hô hoặc dãy đá quanh năm chìm trong nước. Nước có mùi gì thì các bạn biết rất rõ khi khát, hoặc bạn có thể biến thủy thành mùi vị vì thủy cũng rất vui lòng giúp bạn. Giọng của nước thật kỳ diệu, êm ả, rì rào, tí tách, róc rách, ầm ào, tùy tâm trạng của nó. Nước thật bao dung vô cùng, vì quê hương nơi nước sinh ra ở nơi cao chót vót, nơi có những bông hoa tuyết trắng muốt. Ấy vậy mà khi nước nhập vào dòng đời, lại có thể ôm trọn, không bao giờ từ chối bất cứ vật gì cần giúp đỡ. Nước làm sạch trong tất cả mọi vật. Nước là bạn đồng hành trung thành muôn thuở và muôn nẻo của bất cứ ai. Nước là mẹ nuôi dưỡng tất cả đàn con đông đúc, không một lời than thở. Tình yêu của nước thật vô biên, luôn dỗ về an ủi xoa dịu mọi nỗi đau. Khi buồn, chỉ cần để mẹ nước ôm xoa mặt, hoặc để nước ôm vào lòng, mọi phiền muộn tiêu tan. Nước thật giàu năng lượng và sẵn sàng ban tặng sức mạnh cho ai đó cần, còn kỳ diệu hơn cả cây đèn thần của Aladdin. Đơn giản chỉ nhìn nước thôi cũng mãn nguyện rồi. Sức mạnh của nước mới là điều đáng nói nhất. Có gì mà nước không làm được nhỉ? Muốn biết sức mạnh của nước, hãy quan sát hành trình trưởng thành từ nơi nước sinh ra cho đến khi về với biển cả. Đơn độc một mình từ giọt nhỏ li ti thành dòng nước róc rách, đi qua khe hẹp, chui qua đá, vượt rào gần, nhảy dù từ trên núi cao ào ào thác đổ. Dù có khi bị nhốt trong ao tù, nước chưa bao giờ nản chí mà biến thành hơi vô hình đi tiếp. Đáng ngưỡng mộ vô cùng. Phải chăng nước được sinh ra từ mẹ đá trên đỉnh núi cao và hoa tuyết, nên cứng rắn và trong trẻo kém gì kim cương mà còn vượt qua kim cương? Thật ngưỡng mộ những người chọn cách sống của nước. Sống giản dị sẽ giúp bản thân tránh tổn thất phúc báo. Cổ nhân có câu: đức bất phối vị, tất hữu tai ương, nghĩa là đức không xứng với địa vị, ắt sẽ gặp tai ương. Mọi tài phú mà chúng ta có được, cổ nhân đều dùng một chữ để biểu đạt, gọi nó là vật. Chỉ khi có hậu đức mới có thể hưởng phúc báo, mới có thể gánh vác vạn vật. Một chiếc bàn có thể chịu được tải trọng 10 kg, nếu chúng ta đặt lên đó 15 kg, 20 kg, 50 kg, thì có thể sẽ khiến chiếc bàn bị hỏng mất. Mọi thứ trên đời như tiền bạc, quyền lực, danh vọng đều là phúc báo đến từ sự tích lũy của chúng ta. Do vậy cần biết trân quý, đừng tùy tiện lãng phí. Cổ nhân cũng có câu: quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, ý rằng người quân tử yêu mến tài vật, nhưng chỉ lấy những thứ hợp với đạo. Đạo ở đây vô cùng quan trọng. Một thương nhân muốn có được nhiều tiền hơn, đã dùng những thủ đoạn phi pháp để kiếm tiền một cách nhanh chóng. Nhưng chính vì vậy mà cuối cùng ông ta phải ngồi tù. Điều này chẳng phải là ông ấy đang tự rước họa vào thân hay sao? Chắc hẳn mọi người cũng không hiếm gặp những chuyện như vậy. Bởi lẽ đức hạnh và tài sản, đãi ngộ, phúc báo của người ta là không tương xứng. Nếu không hành đức nhưng lại muốn hưởng phúc, muốn đi xe sang, ở nhà cao cửa rộng, ăn những món ngon, dùng những thứ tốt, kỳ thực làm vậy là đang hao tổn phúc báo của mình. Tiếc rằng có những người mãi mê theo đuổi lợi danh, vì muốn nổi danh phát tài mà không từ bất kỳ giá nào, vì ham tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn. Trong xã hội hiện đại này, không thiếu những trường hợp gia đình và trường học dạy con người ta cách hưởng lợi, cách làm giàu, cách tránh mọi thua thiệt. Điều này rồi sẽ vô tình làm hao tổn phúc báo của bản thân con trẻ.
rất nhiều bậc cha mẹ nuông chiều con cái quá mức, sớm đã vi phạm lẽ thường này. Càng yêu chiều thì con cái càng dễ gặp tai họa, càng dễ hao phúc tổn thọ. Khi nhìn thấy những chủ doanh nghiệp giàu có đang hưởng thụ một cuộc sống dư dả, thoải mái, liệu có bao giờ thay vì muốn như họ, bạn lại nghĩ rằng họ cần phải có phúc báo lớn như thế nào nên ngày nay mới có thể yên ổn ngồi vào vị trí đó hay không? Vậy nên với cá nhân mà nói, ăn uống đơn giản, sống giản dị sẽ giúp bản thân tránh tổn thất phúc báo, cũng là tiền đề để hướng tới những mục tiêu cao hơn. Khi hiểu được đạo lý này, tự nhiên chúng ta cũng sẽ hiểu được điều gì thực sự tốt cho bản thân mình. Buông bỏ dục vọng, sống đạm bạc là cách thoát khỏi phiền não. Trong cõi hồng trần ồn ào vội vã, nếu một người không thể buông bỏ dục vọng và ham muốn thì sẽ rất khó để bảo trì một tâm thái tường hòa và thanh tịnh. Khi một người đặt nặng lợi ích cá nhân thì trong tâm họ tự nhiên sẽ trở nên thấp thỏm, lo âu và nóng nảy. Kỳ thực con người đến với thế gian này một cách trần trụi và ra đi cũng trần trụi, có thể mang theo được điều gì đây? Sự phát triển của cuộc sống hiện đại đã mang tới cho con người sự tiện lợi, nhưng lại đồng thời mang đến những mệt mỏi, phiền toái lớn lao hơn. Con người hiện đại thật khó mà có thể an tĩnh, yên bình lại được dù chỉ trong chốc lát. Nếu ai đó có thể giữ cho nội tâm minh tỏ, không nghĩ một chút gì trong vòng vài chục phút đồng hồ, thì người ấy hẳn phải có một định lực phi phàm. Có câu thơ cổ viết rằng: hung khoác thiên sầu tựa túc lạp, tâm khinh dạng sự tựa hồng mao. Nếu một người có tấm lòng quảng đại, rộng rãi, thì mọi lo âu sẽ trở nên rất nhỏ bé. Còn nếu trong tâm một người có thể xem nhẹ thì dạng sự sẽ tựa như lông hồng. Nhưng rất nhiều người chúng ta đây, khi đứng trước dục vọng thì tâm cảnh đều vô cùng yếu ớt và nhỏ bé. Thật khó để ngăn cản những cám dỗ của thế gian, kim tiền, quyền lực, tình cảm, thú vui. Chúng ta đã rất khó để tìm kiếm điểm dừng, mãi cứ mở rộng ra, cảm thấy như đã mê lạc lúc nào không biết. Cổ nhân sinh sống đơn giản, tình canh vũ độc, ngày nắng thì đi cày, ngày mưa thì đọc sách. Đơn giản hóa ra chính là phúc phận, bình thản mới là đạo lý thực sự. Vì thế người xưa làm việc và nghỉ ngơi thuận theo quy luật tự nhiên. Bởi vậy lương tri của con người dễ dàng thăng hoa, dục vọng của con người dễ dàng được kiểm soát. Thế mới có được tâm cảnh thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn, hái cúc dưới bờ rào phía đông, nhàn nhã ngắm nhìn ngọn núi phương Nam. Một người có ham muốn càng lớn thì áp lực càng nhiều, dục vọng càng mạnh thì càng dễ bị ràng buộc chặt hơn. Khi đã rơi vào vực thẳm dục vọng thì người ta sẽ không thể thoát ra được. Khi ấy, dục vọng sẽ ăn mòn ý chí, làm sa đọa lương tri và hậu quả là biến người ấy thành nô lệ của ham muốn. Con người tựa như một bình nước, đổ nước bẩn vào thì sẽ được gọi là bình nước bẩn, đổ nước sạch vào thì chính là bình nước sạch. Ham muốn một khi nhiều lên thì biết làm sao đây? Trong cuộc sống hiện thực, có rất nhiều người đã vì dục vọng mà thương thân, bại danh, đánh mất uy tín và nhân cách của bản thân. Khi tâm của một người chứa đầy lợi ích cá nhân thì người ấy không thể có một nhân cách tốt đẹp hay ý chí mạnh mẽ được. Có rất nhiều người nếm trải vị đắng của thế gian, cảm thấy vô cùng khổ não, bèn tìm kiếm sự giải thoát nơi chùa chiền, nơi thần Phật. Nhưng mà Phật gia có câu: Phật tại tâm trung, cầu Phật là phải cầu tự tâm, người khác, thần Phật là không có cách nào cho được. Cũng giống như đám mây bay trên trời kia,
người ta làm sao có thể bắt nó xuống để ở quanh mình được đây? Người trần cầu Phật là gì? Để Phật phù hộ, để cầu công danh, để cầu tiền bạc, để cầu bình an, để cần sống lâu, cầu nhiều phúc phận, thậm chí là tìm chốn giải thoát cho ẩn ức tâm linh. Người chân chính tín Phật, tu Phật, chân tâm cầu Phật thì hỏi có được mấy người? Người chân chính cầu Phật chính là lấy tâm mà hướng Phật, thường xuyên suy xét, nhìn lại bản thân theo đạo lý được truyền thừa lại, thanh lọc tâm linh, buông bỏ đi những dục vọng này khác. Quá trình đó không có người nào làm thay được. Cũng chỉ có như vậy mới có thể cả ngày không phiền não, ưu sầu. Khi một người không còn quá nhiều ham muốn, sống thanh đạm tiết kiệm, thì người ấy sẽ tự nhiên có được những phẩm chất đạo đức cao đẹp. Khi một người không có quá nhiều dục vọng, người ấy sẽ có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ để minh tỏ mọi điều. Tâm nhạc, người tự vui, tâm nhẹ dạng sự tựa lông hồng. Nếu một người có thể hiểu và thực hành được đạo lý này thì mới có thể rời xa phiền não, sống cuộc đời tự do tự tại và an bình. Thế giới đơn giản khi bạn đơn giản. Xã hội vốn dĩ không phức tạp, chỉ là đạo đức con người đang trượt dốc, khiến con người trở nên phức tạp mà thôi. Người có trí huệ có thể nhận rõ bản chất và điều cốt yếu của con người, sự vật, và đối diện với chúng bằng sự từ bi. Cũng như vậy, tâm lý học là một con đường đưa con người tìm về với thiện niệm. Người sạch sẽ thì ưa sạch sẽ, người dẫn đục lại thường nghĩ đến những điều dẫn đục. Thẩm mỹ quan của thế giới xưa nay cũng không hề phức tạp, chỉ là quan niệm của con người không chính mới khiến thế giới này trở nên ngầu đục mà thôi. Khi đạo đức của con người thăng hoa trở lại, hoàn cảnh xã hội sẽ cải biến theo sự thay đổi của nhân loại. Nếu bạn đơn giản thì thế giới sẽ trở nên đơn giản. Nếu bạn phức tạp, thế giới sẽ phức tạp giống bạn. Mâu thuẫn lớn nhất trong nhân tính là dẫu bản tính hướng thiện, nhưng cái thiện đó lại dễ bị mai một trong xã hội, nên có thể vì chút tư lợi mà hành sự bất chấp mọi thủ đoạn. Vậy nên tâm lý con người là khó nắm bắt nhất. Những nhà tâm lý học hàng đầu thế giới giải mã tâm lý con người như sau. Sigmund Freud, ông là nhà tâm thần học, tâm lý học người Áo, người sáng lập thuyết phân tâm học. Ông đã sáng tạo ra một lĩnh vực mới nghiên cứu về tiềm ý thức, thúc đẩy động lực phát triển của tâm lý học, tâm lý cá tính và tâm lý học bất thường. Ông còn đặt định nền tảng mới cho môn thức y học hiện đại, cung cấp chỗ dựa vững chắc cho lý luận quan trọng cho khoa học nhân văn của phương Tây thế kỷ 20. Cách nhìn nhận về cuộc đời của ông như thế này: không hề có thứ gọi là đùa cợt, mọi sự đùa cợt đều có thành phần nghiêm túc trong đó. Không hề có thứ gọi là lỡ lời, mọi sự lỡ lời đều là những tiết lộ chân thực của tiềm ý thức. Những người có tinh thần lành mạnh thường nỗ lực làm việc, yêu thương con người. Chỉ cần có thể làm được hai việc này thì những việc khác chẳng có gì khó khăn. Đời người như bàn cờ, chỉ cần đi sai một bước thì cả ván cờ đều thua. Đây chính là điều bi ai của con người. Hơn nữa đời người còn chẳng bằng một bàn cờ, vì không thể chơi lại ván sau, cũng chẳng thể đi lại nước cờ cũ. Không ai là người không có lý trí, con người đều có thể tiếp nhận bằng lý trí. Đa số con người không thực sự muốn được tự do, vì tự do đều bao hàm trách nhiệm, mà đa số con người lại sợ trách nhiệm. Lương tâm là một thứ cảm giác trong nội tâm con người, là sự ức chế những mong muốn bất thường nào đó đang dâng lên trong cơ thể của chúng ta. Thế giới này không có sự ngẫu nhiên,
Chỉ có điều tất nhiên, những giấc mơ cũng giống như vậy. Alfred Adler, ông là nhà tâm thần học, nhà sáng lập tâm lý cá tính người Áo, là người đi tiên phong trong lĩnh vực tâm lý chủ nghĩa nhân văn và là cha đẻ của tâm lý học cá tính hiện đại. Ông từng theo Sigmund Freud khám phá các vấn đề về tâm thần. Nhưng ông cũng là người đầu tiên phản đối Sigmund Freud trong nội bộ học phái phân tâm học. Ông giải mã về cuộc đời như sau: người không có hứng thú với người khác, khổ nạn họ gặp phải trong đời thường sẽ nhiều nhất. Họ cũng là người làm tổn thương người khác sâu sắc nhất. Mọi thất bại của nhân loại đều sinh ra bởi kiểu người này. Từ dũng khí đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống, có thể nói rõ họ định nghĩa như thế nào về cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều cảm thấy tự ti ở những mức độ khác nhau, bởi vì chúng ta đều muốn mình trở nên ưu tú hơn, khiến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Khi một người gặp phải vấn đề không thể giải quyết được nhưng lại tin tưởng chắc chắn rằng mình có thể giải quyết được thì điều này chỉ thể hiện sự tự ti của họ mà thôi. Thế giới rất đơn thuần, đời người cũng vậy. Không phải là thế giới phức tạp, mà là bạn đã khiến thế giới trở nên phức tạp. Không có một ai sống trong thế giới khách quan. Chúng ta đều sống trong một thế giới chủ quan mà mỗi người tự định nghĩa. Carl Gustav Jung, ông là nhà tâm lý học người Thụy Sĩ. Năm 1907, ông bắt đầu hợp tác với Sigmund Freud, bác sĩ và là nhà tâm lý học người Áo, nhằm phát triển và quảng bá học thuyết phân tâm học suốt 6 năm. Sau đó quan niệm của ông và Sigmund Freud có chiều hướng bất hòa nên tách ra ai đi đường nấy. Ông sáng lập nên lý luận phân tâm học Jung. Lý luận và tư tưởng của ông tới nay vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng tới lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học. Lăng kính cuộc đời của ông là: một người nỗ lực cả một đời cũng chỉ để chỉnh sửa lại tính cách mà mình đã hình thành từ thuở ấu thơ. Cô độc không phải vì xung quanh không có người. Nguyên nhân thực sự khiến con người cảm thấy cô độc chính là một người không thể chia sẻ với người khác cảm nhận bức thiết nhất của bản thân. Phải nhẫn nại trước thế giới tàn khuyết này, cũng đừng đánh giá quá cao sự hoàn mỹ của bản thân. Việc khắc phục những xung đột mạnh mẽ khiến chúng ta tìm được sự an toàn và trạng thái tĩnh lặng bình ổn, siêu nhiên. Muốn đạt được trạng thái an toàn và tĩnh tại dài lâu về tâm lý, thì điều cần thiết chính là những sự kiện bùng phát đột ngột và mạnh mẽ này. Những việc thôi thúc tôi chú ý tới người khác đều có thể khiến tôi thấu hiểu bản thân mình hơn. Số ngày và số đêm trong một năm là như nhau, thời gian cũng dài như nhau. Dẫu bạn sống hạnh phúc thế nào thì cũng sẽ có những vệt đen. Không có nỗi bi ai để cân bằng, thì từ hạnh phúc này sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Nhẫn nại và điềm tĩnh tiếp nhận sự thay đổi của mọi chuyện trên đời là đạo xử thế tốt nhất. Sức sáng tạo không đến từ trí thông minh, mà đến từ bản năng chơi đùa thiết yếu bên trong. Một bộ não sáng tạo sẽ thích trêu đùa với thứ mình yêu thương nhất. Với bất kỳ sự vật nào, muốn thay đổi nó trước tiên hãy chấp nhận nó. Truy cứu trách nhiệm thì chẳng thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể mang tới áp lực mà thôi. Chính cách chúng ta đối đãi với sự vật sẽ quyết định tất cả, chứ không phải bản thân sự vật đó như thế nào. Thấu hiểu những góc khuất của bản thân là cách tốt nhất để đối đãi với góc khuất của người khác.